Chào các bạn kênh xe phong cách 24 giờ. Accenter cơ bắp với đống đồ chơi của siêu quái miền sông nước. Một dân chơi miền Tây đã dọn lại chiếc xe con tay Underborn Yamaha Accenter Gen 10 với hàng loạt phụ tùng của những hãng nổi tiếng. Kể từ khi thay thế cho đàn anh Accenter Gen 5, Yamaha Accenter Gen 10 đã được hàng nghìn biker tại Việt Nam độ lại theo nhiều phong cách khác nhau. Chiếc Accenter được một tay chơi miền Tây độ lại theo phong cách kiển với hàng loạt đồ chơi khủng được phối ghép thông minh. Ở phía trước, chiếc xe được nâng cấp với dàn chân mâm phong cách của Yamaha R3, heo rainbow 1 bit, đĩa dây phơ, cùng với đó là kẹp dây phanh và hàng loạt ốc đồ ti titan. Nằm hai bên tay lái của chiếc xe là cụm công tắc cút gọn Dibono, bao tay Dysonalit, cụm ga cuốn Dibono và đặc biệt là cụm phanh và con được nâng cấp lên full carbon từ CRR từ Mỹ. Dàn tay lái chiếc Accenter còn được nâng cấp thêm hàng loạt phụ kiện hàng hiệu như đèn LED L4, đồng hồ Casio RX2N, gương chiếu hậu Resona Elite, trợ lực trung tâm Scott. Dàn chân phía sau của chiếc Accenter được nâng cấp với mâm R3, kèm với đó là cái lớp Michelin Bullet Chip phục Hollin. Dàn để chân người ngồi đằng sau bằng nhôm CNC, bổ nhôm trên đĩa SSS màu vàng nổi bật. Khối động cơ nguyên bản trên chiếc Accenter Gen 10 vẫn được giữ nguyên, chỉ trang trí lại với nắp bình dầu CNC, cổ bô titan, dẫn tới cable Aralvit cho âm thanh đầy quy lực. Với các món đồ chơi hàng hiệu, chiếc xe con tay Accenter Gen 10 được một biker miền Tây trở nên cực kỳ hấp dẫn thể thao hơn, đặc biệt khi chủ xe đã thay dàn áo mới với tem đỏ đen, tuy đơn giản nhưng cực kỳ đẹp mắt và đầy cuốn hút. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại clip kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.